Dạ, Vân Mai chúc chè bông xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì mấy hôm nay em giới thiệu với cả nhà toàn là những cái loại cúc và những cái loại mai vàng cả nhà. Thì hôm nay cây dảo cam của vườn mai nhà em nó nở hoa rồi đây. Thì cả nhà nhìn thấy cái hoa nó rất là to ha. Hoa to thì cái dảo thì nó là 8 đến 12 cánh. Và đặc biệt cái màu của nó là màu cam cà rốt nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn. Ví dụ như ai chúng ta đã có những cái loại mai vàng ở trong vườn rồi thì muốn sưu tầm lên một cái loại mai giống dảo màu cam cà rốt ở trong vườn mai nhà mình cho nó đặc sắc á, thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Thì bên vườn mai nhà em có rất là nhiều giống mai, thì trong đó nó có vừa có cúc cam và dảo cam. Thì cái màu cam là màu cam cà rốt như thế này nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn cái nhị kìa. Đó, cái màu cam cà rốt nha, không phải màu vàng nha cả nhà. Thì em có cúc cam và dảo cam. Dảo thì 8 đến 12 cánh và cúc thì tầm khoảng 30 mấy cánh nha. Nếu mà ai thích thì xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Và sau đây thì xin mời chúng ta hãy cùng theo chân em để xem những cây giống ạ. Rồi, thì vừa rồi em có giới thiệu với chúng ta đó là mặt hoa của cây dảo cam á cả nhà. Thì hôm nay em cũng có một cái lô dảo cam để muốn giới thiệu và giao lưu với chúng ta ha. Thì giá rất là rẻ nha, chỉ có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. Và đặc biệt là những cái cây bên em thì đều đã vô dây quấn giống như là quấn thân hết cả nhà. Đó, uống dán lông hết nha. Đây cả nhà, lô này phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Em thấy có một hai nút nha. Nhưng mà loại này chủ yếu là làm giống nha cả nhà. Chủ yếu là làm giống thì mọi người đã biết rồi. Trong vườn chúng ta thì vừa có loại mai vàng nè, mai trắng. Rồi thêm giờ muốn sưu tầm thêm một cái loại đó chính là màu cam cà rốt ha. Thì lô này em thấy quấn rễ tương đối đẹp nha cả nhà. Rễ của nó thì có trái bí nè. Bí nhưng mà bí không tròn nha. Rồi có rễ quái nè. Nói chung là tất cả các cây thì đều được xử lý rễ. Chiều cao của nó thì tầm khoảng 3 tấc nha cả nhà. 3 tấc đi lên ha. Thì tất cả đều đã vô dây chỉnh sửa uống thân như thế này nha. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là đẹp ha. Cái này là tụi em đã chỉnh sửa dáng cho chúng ta luôn. Cái này về chúng ta lấy bo rồi trồng bonsai vẫn được luôn nha cả nhà. Rồi, cái lô này em bán với giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đây cả nhà, em sẽ rút những cái hàng cơ như thế này để giao cho chúng ta nha. Cả nhà nhìn thấy ha, tất cả đều đã được vô dây chỉnh sổ hết nha. Đó, tội tội, cái cây này sao tiện có nụ nhóc hết trơn người ta. Nói chung là nụ nhóc luôn ha. Đó, đây, đó, đây cả nhà. Đó, đây, đó, cả nhà. Thì khi em giao cho khách thì em sẽ chọn những cái cây tầm khoảng 3 tấc đi lên như thế này để giao cho chúng ta nha. Loại này về thì chúng ta có thể lấy bo được liền luôn cả nhà ha, lấy bo được liền. Thì theo cái vườn của nhà em lấy bo thì mỗi một mắt lá như vậy là một bên, thì cây này cũng tương đối nhiều ha. Đó, đây, giống này là giống dảo cam nha, cọng nó rất là cứng cáp mập mạp nha cả nhà. Rồi là 80 ngàn một cây, 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Rồi tiếp các cái giống mai bên vườn mai nhà em nữa thì hôm nay đang cho người dựng đọt đó cả nhà. Dựng đọt để thứ nhất là tạo dáng cho cây, thứ hai là khi gửi thì nó sẽ không có bị gãy cây á cả nhà. Đó, đây thì cái luống này là cái luống là dảo bạch kim nha. Đó, cả nhà nhìn thấy thì hồi trước tới giờ mình chơi cái loại lá cẩm thạch đó thì là bạch mai bông trắng ha. Nhưng mà cái loại này là cái loại đột biến nha cả nhà. Đó là lá cẩm thạch nhưng mà bông vàng. Đó, đây, cả nhà nhìn ha. Đây, em sẽ lấy những cái cây cao như thế này tầm khoảng 30 đi lên để em giao cho chúng ta nha. Cái đọt của nó thì sẽ hơi hồng hồng nha cả nhà. Ở cái chiều cao thì cũng khoảng 30cm đi lên. Rễ thì lô này tương đối đẹp nha. Rễ giống thú nè. Đó, rễ giống thú nha cả nhà. Nè, đó ha. Đó, lô này tương đối rễ đẹp quá trời luôn nha. Đó, thì bên em cũng có lô thỏ hương rễ giống này nè cả nhà, rất là dễ thương. Đó, sau này chúng ta trồng đất rồi nó sẽ lên rễ rất là đẹp ha. Đó, lô này thì em bán giá là 100 ngàn một cây nha. 3 cây bên em sẽ bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Và cả nhà ơi, thì nếu chúng ta lấy mỗi một loại một cây, nếu tính thành 3 cây thì bên em vẫn bao ship nha. Rồi, hàng bên đây là hàng cúc gia đình đây. Đó, loại này thì là đọt đỏ nha, vừa chơi hoa vừa chơi lá cả nhà. Thì loại cúc gia đình này hoa của nó là bông chùm không ha. Nói chung thì cây này cũng cao tầm khoảng 3 tấc nha cả nhà. Rễ thì xử lý cũng đủ kiểu. Loại này thì em bán cũng với giá là 100 ngàn một cây nha. Nếu mà chúng ta lấy từ
3 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một nha. Ví dụ như chúng ta lấy một bạch kim, một dảo cam, một gia đình thì bên em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta ha. Đó, đây rất rất là nhiều giống nha cả nhà. Rồi bên hàng bên đây sẽ là cúc vạn thọ cánh xoắn. Cái loại này là 50 cho đến 100 cánh luôn nha. 50 cho đến 100 cánh. Đây cả nhà, đó, cây thì em cũng lựa tầm khoảng cao 3 tấc, 2 tấc rưỡi đến 3 tấc nha. Thì tất cả các cây bên em thì Kiều cũng đã vô dây chỉnh sửa như thế này á, uốn dáng giống như dáng lông ha cả nhà. Uốn ẹo một cái nè, sau này chúng ta lấy bo rồi chúng ta trồng bonsai thì vẫn ok ha. Rồi loại này cũng 100 ngàn một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em cũng bao ship và 10 cây thì bên em cũng sẽ tặng một nha cả nhà. À và một loại nha, em lấy có một loại. Loại này là loại cúc chùm ha. Cúc chùm thì mấy hôm nay em có hai cái cây cúc chùm á thì mọi người rất là thích. Bây giờ em sẽ tuyển ra những cái cây. Nó cúc chùm thì cả nhà biết rồi. Trời ơi coi nè, cái mắt lá của nó rất là nhạt và nhỏ như thế này mà nụ vậy nè cả nhà. Đó cho nên là cây nó không có cao lắm nha. Ví dụ như ai thích thì mình sưu tầm thôi ha. Thì em sẽ lựa những cái cây cao cao để em giao cho khách ha. Thì hôm nay em bán với giá là 100 ngàn một cây nha. 100 ngàn một cây. 3 cây bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây cũng tặng một nha cả nhà. Đó, mặc dù nó không có cao nhưng mà nó có ưu điểm của nó ngộ lắm. Nó nhạt mắt như thế này và nó cứ ra nhánh xòe 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 như thế này ha. Rồi, nếu mà ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.